Hello anh em, xin mời anh em cùng theo dõi. Hai anh em đang làm bể cá. Trước mặt anh em chính là bể cá mà ông chủ nhà trọ mà hai anh em đang thuê đã bỏ hoang khá là lâu rồi anh em ạ. Nên hôm nay hai anh em mình thấy quá là lãng phí nên sẽ mượn để tiếp tục nuôi cá. Đây anh em xem này, rất chi là phí luôn. Vừa rồi có trao đổi với bác chủ phòng trọ, bác có nói thì cứ lấy đi, nên hai anh em mình sẽ thực hiện và di chuyển. Xin mời anh em cùng theo dõi. Rồi đến công đoạn lau chùi anh em ạ. Hai anh em sẽ lau chùi và tổng dọn sạch sẽ trước khi cho cá vào nuôi. Rồi xin mời anh em cùng theo dõi sẽ thành công như thế nào đây. Bây giờ cũng đã là 11:30. Xin mời cả nhà cùng ăn cơm với hai anh em trong bữa trưa hôm nay. Bây giờ là 17:00. Hai anh em tiếp tục tổng dọn bể cá trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin mời anh em cũng tiếp tục theo dõi. Đây, hai anh em sẽ lấy ra hết tất cả những gì bên trong để tổng rửa, làm vệ sinh sạch sẽ. Chắc sáng mai mình sẽ đi mua cá để cho cá vào để nuôi anh em ạ. Trong buổi chiều hôm nay tổng dọn chắc cũng khá lâu. Bây giờ đã là 17:15 rồi. Bể cá bỏ hoang khá là lâu nên tổng dọn hơi mệt anh em ạ.
tí không biết sẽ như thế nào đây. Hai anh em cũng rất cật lực để mà lau chùi nè. Còn trước mặt anh em chính là anh Ngô đang rửa lại tất cả đá cát cho sạch sẽ, rồi sau đó chúng ta sẽ cho vào tiếp. Còn mình thì bên trong lau chùi kính, rồi tổng dọn tất cả các vệ sinh bên trong lồng nuôi cá. Đây chính chiếc máy lọc nước, tí nó không biết hoạt động có được không đây. Rồi bây giờ cũng đã là 19 giờ rồi anh em ơi. Sau khi hai anh em rửa sạch thì bây giờ tôi sẽ cho vào tất cả đá cát mà chúng ta vừa mới rửa sạch vừa rồi anh em ạ. Đấy, mình sẽ cho vào trong để tí mình sẽ chế tạo ra tất cả các khuôn viên bên trong. Đấy, rất cật lực từ 17 giờ chiều đến 19 giờ hôm nay vẫn chưa xong để anh em ạ. Bây giờ cũng khá là đói và mệt rồi, nhưng mà tinh thần của hai anh em vẫn rất cật lực để làm xong trong buổi chiều hôm nay. Sáng ngày mai mình sẽ đi mua cá coi để về nuôi thử anh em ạ. Không biết bể cá của mình sẽ như thế nào đây. Anh em hãy đồng góp ý kiến bình luận bên dưới để bản thân mình sẽ nuôi, vì đây là lần đầu tiên mình nuôi cá cảnh nên chưa biết cách chăm sóc cũng như cách cho ăn. Rất mong được sự góp ý của các bạn. Đây là mấy cây cảnh sau khi rửa sạch mình đưa vào trong để tạo ra không khí trong lành cho bể cá cũng như cảnh quan khá đẹp, để ngày mai mình đi mua cá cho các bạn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của bể cá. Thank you.
Rồi bây giờ cũng phần trang trí cũng đã xong rồi anh em ơi. Hai anh em sẽ cho nước vào để cho các bạn được chiêm ngưỡng. Khá là đẹp anh em ơi. Bây giờ cũng đã là 20 giờ rồi. Đấy, chúng ta sẽ cho nước vào trong anh em ạ. Để cho các bạn được theo dõi. Bây giờ đã là 20 giờ. Anh em, hai anh em cũng khá là mệt. Rồi, cuối cùng nước cũng đã vào đây. Tí nó đưa nước lên sẽ như thế nào đây, có đẹp không các bạn ơi? Rồi đây, sau 20 giờ 30 phút nước cũng đã lên nửa bể cá rồi anh em ơi. Tí nữa mình sẽ lọc thử, bây giờ thì còn nước còn đục. Rồi đây, mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn được chiêm ngưỡng. Lần đầu tiên mình nuôi cá trong bể cá kính sẽ như thế nào, xin mời anh em cùng theo dõi. Nước khá là đục, tí nữa mình sẽ lọc nước. Rồi các bạn có để ý là mình đang thử lọc nước. Máy lọc nước cũng đang hoạt động rất tốt anh em ạ. Có vẻ là khá ổn. Để sáng mai mình sẽ đi mua cá. Khá là hồi hộp anh em ạ. Rồi đây, sau khi lóc nước gần 30 phút thì nước khá là trong xanh và rất đẹp anh em ơi, nhìn khá là bắt mắt. Bây giờ cũng đã là 21 giờ rồi anh em ơi, gần 22 giờ rồi. Đấy, mình đã lóc nước từ nãy giờ, bây giờ nước khá là sạch. Rồi hai anh em khá mệt, bây giờ mình ngủ đây. Xin hẹn anh em sáng ngày mai mình sẽ quay lại cho anh em cảnh mà mình đi mua cá để cho anh em được theo dõi. Rồi chúc anh em ngủ ngon, mình ngủ đây. Bán cho anh cá nhé. Mới lại gì ạ? Cá. Cá này con mày đấy. Dạ có 25 ngàn á. 25 á? Có loài mốt đẹp nữa cơ. Nó tên rồi quên. Ví dụ như nuôi chúng với con đi được không? Được ạ. Được rồi. Được ạ.
mặc cho anh con lên này. Đi đi. Con buồn cũng hai thôi. Hả? Nói chung được không? Được. Thêm màu vàng nữa, một con nữa. Có loại bảy màu không? Chắc có. Trồng màu trong bên kia. Đây à? Dạ. Ờ. Thì mình nọ biết. Cái này gọi là cá còi đúng không? Là cái chẹp này. Cái này á? Dạ. Chẹp này nuôi to không? To ạ. Thẳng dưới cá còi. Ừ. Rửa cá còi mà. Cá còi đấy đã, nó chưa con mảnh nhỏ không? Cá còi chứ chưa có mảnh nhỏ nữa. Đây à? Dạ. Bắt một con mà ấy. Anh làm một con mà anh? Một con ta. Đây đây đây, mau tặng đây. Đang đủ đấy. À. Con đi cho nó. Đỏ là 10, không mười sánh mười vàng là 7. Đỏ là 10.000 à? Dạ. Đây đúng không? Dạ. Giống như cả chẹp á. Có cái chẹp thẳng ho ha mà nhớ rồi, cái trang nhớ. Cái chẹp đó, cái đuối rồi, cái mới hình dài, có 15 ngàn. Mặt rồi đấy. Con nhỏ 15 ngàn rồi. Dạ. Để anh xem này anh. Bắt cho anh hai con đi. Con màu gì nhỉ? Ở đây. Kìa kìa, đó đó đó. Sợ hắn cắn nhau không? Nó không, quá chẹt đứng nó trúng rồi. Đây thì nó không đủ bợt lắm. À có cả bán cho anh cả thức ăn luôn ấy. Dạ dạ. Nó là loài thương thôi. À loài thương thôi. Mấy? Dạ hoa với lại 15 ngàn á, còn 40 ngàn. Để về xem đã. Tình hình như thế nào đây? Rồi bây giờ cùng mình cũng đã để về đến rồi anh em ơi. Đây sản phẩm buổi sáng ngày hôm nay đã mua về cho các bạn được chiêm ngưỡng đây. Các bạn có thấy không?
Đó, thì là mình sẽ thả cho anh em được chiêm ngưỡng. Rồi, sau khi thả xong thì mình sẽ nuôi cho anh em được theo dõi đây. Đây là thức ăn mình đã mua cùng với cá vừa rồi luôn. Rồi mình sẽ nuôi cho anh em xem như thế nào đây. Hắn có ăn không đây? Đấy, ok anh em ạ. Đớp ngay luôn, nhìn khá là đẹp anh em ơi. Sau một thời gian hai anh em cất lực, bây giờ thành quả rất chi là tuyệt vời. Có đây đen, mèo, mèo đen, có đây. Các bạn chiêm ngưỡng vẻ đẹp. Rồi mình xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.